Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương ngày 27 tháng 7 năm 2019 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ. Kiều bào trẻ khám phá mảnh đất Ninh Thuận trước khi kết thúc hành trình chạy hè Việt Nam năm 2019. Những người yêu hoa Hà Nội sẽ có cơ hội được ngắm nhìn 12 mùa hoa qua các tác phẩm nghệ thuật trang trí trên vải của họa sĩ Đặng Tú Anh. Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 26 tháng 7 tại Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan tùy viên quốc phòng, các cơ quan bên cạnh sứ quán cùng đông đảo người Campuchia gốc Việt đang làm ăn, sinh sống tại Campuchia đã tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ và vì sự nghiệp quốc tế cao cả giúp đỡ đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Đại sứ Vũ Quang Minh và phu nhân cùng đoàn đã đặt vòng hoa, thắp nén hương và nến dâng lên các anh linh, các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. Đoàn đã dành một phút tưởng niệm, tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trên đất nước Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh. Sự hy sinh cao cả của hàng chục nghìn chiến sĩ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam đã góp phần mang lại sự hồi sinh kỳ diệu cho đất nước Chùa Tháp, cũng như thắt chặt hơn tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc, hai đất nước láng giềng. Trong gần 20 năm qua, hai nước đã cùng nhau phối hợp quy tập được gần 18.000 bộ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia để đưa các anh trở về quê hương, gia đình. Ước tính hiện nay còn hơn 3.000 bộ hài cốt liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy. Trong các ngày 24 và 25 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Lào do bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã được Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yathotu và Bí thư Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn Xỉn Lạ Vông Khút Pai Thun tiếp thân mật. Tại các buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Lào và Bí thư Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn đã cảm ơn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá giúp Hội đồng Nhân dân các địa phương của Lào phát huy được vai trò và được nhân dân tín nhiệm, đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn cũng như Hội đồng Nhân dân các địa phương của Lào, phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý, thực hiện chính sách về quản lý đất đai và bất động sản, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, tại buổi hội đàm với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, hai bên đánh giá cao thành quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua. Hai bên cũng trao đổi các phương hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm giúp thủ đô Viêng Chăn ngày càng phát triển, góp phần gìn giữ, vun đắp và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tỉnh Ninh Thuận vốn nổi tiếng với nền văn hóa đậm chất Chăm, từ kiến trúc, lễ hội cho đến làng nghề truyền thống mang vẻ đẹp độc đáo. Bởi vậy, trong hành trình cuối cùng trước khi bế mạc chạy hè Việt Nam năm 2019, các bạn trẻ kiều bào đã được trải nghiệm khám phá văn hóa Chăm cùng một số địa danh nổi tiếng tại mảnh đất đầy nắng gió Ninh Thuận. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của người dân làng gốm Bảo Trúc, tự tay nặn những chiếc bình gốm xinh xinh, trải nghiệm nhạc cụ dân tộc của người Chăm đã khiến các bạn trẻ kiều bào thích thú. Thật là các bạn đây rất là vui, tại vì mình ở đây mình chỉ không phải chỉ riêng là nhìn về văn hóa của mọi người, mà thực sự mình được vào, mình được chơi trống, mình được nói chuyện với người ta, mình được chơi nhạc cụ của người ta, mình xem người ta làm cái bát như nào chẳng hạn. Thì thực sự khám phá được một cái chuyện này là rất là đặc biệt. Em thấy rất là vui ạ. Các cô, các chị ở đây hướng dẫn rất là nhiệt tình. Em học được rất là nhiều điều mới. Nghề gốm này là mấy cô, mấy chị làm hoàn toàn là bằng tay. Cho nên em thấy giá trị nó có giá trị hơn. Đã đến với Ninh Thuận, sẽ không thể bỏ qua tháp Po Klong Krai. Tòa tháp tọa lạc trên đồi Chầu qua hơn 7 thế kỷ. Vẻ đẹp trường tồn ẩn chứa những giá trị văn hóa đã được bảo tồn hàng trăm năm, cũng trở thành điểm check-in ấn tượng của các bạn trẻ kiều bào.
Em cũng muốn được khám phá và tìm hiểu nhiều hơn về Sapa. Rồi đây cũng là cơ hội được chụp nhiều ảnh và cho lên mạng rồi khoe với các bạn ở nước ngoài là Việt Nam mình đẹp như thế nào. Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận cũng là một điểm đến ý nghĩa với các bạn trẻ. Tại đây, các bạn đã được tận mắt quan sát những tư liệu, tài liệu quý về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi đến với Bảo tàng Ninh Thuận thì em đã hiểu biết nhiều về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Từ thời xa xưa thì ông cha ta đã gìn giữ hai quần đảo này cho đến tận bây giờ. Thì nếu có cơ hội thì em muốn ra quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa để thăm những bộ đội chiến sĩ ở đấy. Hình ảnh lá cờ đảo sao vàng của Tổ quốc tung bay giữa đồi cát mênh mông nắng gió Ninh Thuận cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp trong hành trang ký ức của các bạn trẻ kiều bào về trại hè Việt Nam 2019. Diễn ra từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 năm 2019 tại nước Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga. Chương trình Trường hè quốc tế RANEPA năm 2019 với chủ đề Xu hướng và đổi mới đã chào đón hơn 200 đại biểu sinh viên Nga và quốc tế từ 24 nước trên khắp thế giới đến tham dự. Đoàn Việt Nam có 14 đại biểu là sinh viên tài năng được tuyển chọn từ trường đại học tại Việt Nam và Nga. Tại đây, các bạn trẻ Việt Nam không chỉ được trải nghiệm và tìm hiểu thêm về nền văn hóa, lịch sử của đất nước này, mà còn có cơ hội gặp gỡ, kết nối và học hỏi kinh nghiệm từ các chính trị gia hàng đầu thế giới, các giáo sư đại học, các doanh nhân thành công, nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Không chỉ giao lưu học hỏi, trao dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm quốc tế, khẳng định tên tuổi và dấu ấn của riêng mình thông qua nhiều hoạt động chung, các sinh viên Việt Nam cũng đã tận dụng tốt cơ hội này để giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè năm châu. Trường hè quốc tế RANEPA là một sự kết hợp của chuỗi các hoạt động đa dạng như văn hóa, du lịch, hội thảo, hội nghị, thảo luận, làm việc nhóm, giáo dục thể chất, các lớp học nấu ăn và làm đồ thủ công mỹ nghệ cùng với hàng loạt các hoạt động bên lề khác. Ngày 1 tháng 7 vừa qua tại Tokyo, Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yamashi Takashi đã cùng trao bản ghi nhớ hợp tác về khung pháp lý thực hiện chương trình lao động kỹ năng đặc định. Tư cách lưu trú mới, kỹ năng đặc định dành cho lao động nước ngoài đến Nhật làm việc được xem là cách giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng tại đất nước này. Đến nay, Nhật Bản đã ký bản ghi nhớ hợp tác để tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định với 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo thông tin mà Đại sứ quán Nhật Bản cung cấp trong buổi hội thảo mới đây tại Hà Nội, chương trình kỹ năng đặc định khác với hình thức thực tập của chương trình thực tập kỹ năng. Chương trình này nhằm tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có một trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định, có khả năng làm việc ngay, nhằm giải quyết khẩn cấp vấn đề thiếu hụt lao động của Nhật Bản. Kỹ năng đặc định được chia ra làm hai loại. Kỹ năng đặc định số 1, tư cách lưu trú dành cho người có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhất định. Ứng viên cần thi đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng và năng lực tiếng Nhật. Thời gian lưu trú tại Nhật Bản tối đa 5 năm. Kỹ năng đặc định số 2, tư cách lưu trú dành cho người được xác định là có chuyên môn cao. Mức độ thành thạo sẽ được xác định thông qua các kỳ thi, chỉ áp dụng đối với ngành xây dựng và đóng tàu. Ứng viên được phép đưa theo gia đình sang Nhật Bản. Trong vòng 5 năm tới, Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp nhận tổng số 345.150 lao động nước ngoài ở 14 ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực. Trong đó có thể kể đến những lĩnh vực khác nhân sự như ngành xây dựng, dự kiến sẽ tiếp nhận 40.000 người, ngành nhà hàng ăn uống 53.000 người hay điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi 60.000 người. Tại Đồng Tháp, trong thời gian gần đây đang nổi lên tình trạng lừa đảo đi xuất khẩu lao động. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp vừa tiếp nhận một số trường hợp phản ánh tương tự. Các nạn nhân cho biết đã được phía công ty tư vấn hứa hẹn nhiều thứ, nhưng sự thật đằng sau đó thì hoàn toàn khác. Theo lời kể của các nạn nhân, mới đây đại diện một công ty xuất khẩu lao động ở thành phố Hồ Chí Minh đã tìm đến trường cấp 3 nơi các em đang học để giới thiệu đi lao động nước ngoài với rất nhiều quyền lợi. Vì những hứa hẹn có cánh, các em và phụ huynh đã mang theo hành lý lên thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký. Tuy nhiên, khi các em và phụ huynh đến nơi, công ty lại tư vấn cho các em đăng ký đi du học với các quyền lợi khác hoàn toàn như đã tư vấn trước đó. Chỉ cần đóng 10 triệu phí ban đầu,
rồi công ty sẽ cho phần còn lại công ty sẽ cho nợ không lãi suất không thấy chắc, nhưng mà sau khi lên trển thì người ta không có nói là sẽ cho nợ, công ty sẽ cho nợ mà chỉ là làm giấy tờ giùm để cho em ra ngân hàng vay. Thì có kêu tụi em là nên đem cái dụng cụ cá nhân này kia ba đồng đồ đặng ở trên kiến trúc xá và tụi em sẽ được hưởng quyền lợi là ở kiến trúc xá miễn phí. Nhưng mà bữa lên công ty nghe tư vấn là tụi em phải đóng tiền kiến trúc xá 700.000 và một số chi phí hỗ trợ vay tiền và phải vay tiền bằng cách là thế chấp tài sản. Rất may là các em trong vụ việc vừa nêu chưa phải tiền mất tật mang vì đã cảnh giác, kịp thời rút lui. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khác đã không may mắn như vậy. Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, bài học đầu tiên trong các vụ việc này là thuộc về người lao động. Cái chiêu thức của các công ty là gì? Thứ nhất là tuyển là không đến trung tâm, mà gần như cái dạng là dùng cái hình thức là ví dụ như tuyên truyền, dạng tuyên truyền miệng á. Một là đi nhanh, hai là chi phí thấp, ba là lương cao, cái thứ tư nữa là làm thêm giờ là rất nhiều. Những cái trường hợp nào mà đối với ngành lao động thương binh xã hội với trung tâm dịch vụ việc làm mà thấy nó có cái hiện tượng lừa đảo thì sẽ nhờ các cơ quan chức năng họ can thiệp, chủ yếu là can thiệp gì để lấy lại là cái phí cho các em mà đã lỡ đóng. Thực tế cho thấy đi lao động nước ngoài không phải là chuyện việc nhẹ lương cao. Các thực tập sinh đều hội đủ điều kiện nhân thân, sức khỏe, phải tiêu tốn chi phí và thời gian học tập. Do đó, người dân cần phải tỉnh táo khi nghe những lời quảng cáo đường mật để tránh khỏi mất công, mất của. Hà Nội từ lâu đã được biết đến là thành phố với 12 mùa hoa. Mỗi loài hoa mang một sắc thắm với một nét đẹp riêng. Với mong muốn lưu giữ sắc hoa và đưa chúng vào không gian sống hàng ngày, một họa sĩ đã đưa 12 mùa hoa vào các tác phẩm nghệ thuật trang trí. Mục đích là để những người yêu hoa Hà Nội có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp thân quen đó một cách gần gũi nhất. Và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng gặp gỡ họa sĩ Đặng Tú Anh. Tôi đang ở trong một căn phòng ngập tràn rất nhiều các loài hoa, nó thực sự rất là đẹp. Chị ơi, chị có thể chia sẻ cho em là từ đâu mà chị có cảm hứng để mình lưu giữ các mùa hoa Hà Nội ở trên các chất liệu vải và cũng như là đi sâu vào các chất liệu lụa như thế này không ạ? Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi rất là yêu Hà Nội, cái mùa hoa khác nhau. Và với những năm tháng mà tôi học và sinh sống làm việc ở châu Âu thì thực sự là những cái mùa đông ở châu Âu làm tôi rất nhớ mùa hoa của Hà Nội. Em nghĩ là nó sẽ phải có sự khác biệt đối với khi mà mình vẽ trên giấy và khi mình thực hiện ở trên các chất liệu khác, đúng không ạ? Khác với giấy là giấy thì bạn có thể căng khung, bạn có thể vẽ theo cái cảm xúc, không cần phải chú ý quá nhiều đến cái độ dày, độ mịn của cái bề mặt. Khi mà mình vẽ trên vải, lúc mà mình chạm da mình vào thì nó không có tạo cái sự khác biệt, nó không bị nhám. Em rất là hứng thú cái tác phẩm như thế này mà nó hoàn toàn rất là mịn, thì chị có thể hướng dẫn em về cái cách mà mình thực hiện nó được không ạ? Thì chị cho em hỏi là với các loài hoa như này thì mình vẽ hoa nào là khó nhất hả chị? Theo mình nghĩ thì đấy chính là hoa hồng. Vẽ một bông hoa thì bạn phải hiểu về cách cấu trúc của hoa, cái cách xếp cánh của mỗi bông hoa. Chưa nói đến là hoa hồng có rất là nhiều loại, mỗi loại hoa thì nó có cái cánh, cách xếp hoa khác nhau, xếp cánh khác nhau. Nghĩ là em đã hoàn thành cái phần của mình, có thể xem và cho em chút nhận xét đi ạ. Như thế này là em đã bắt đầu bước đầu em biết về cái sự chuyển màu rồi đấy. Có điều là màu mà đọng ở trên mặt vải còn khá là nhiều, để màu bớt đi vậy thì cái màu chuyển cũng êm hơn rất là nhiều. Có rất nhiều cách để lưu giữ cái đẹp, và thực sự là phải một người có tâm hồn yêu thích về các vẻ đẹp như chị Tố Anh đây thì mới có thể thổi hồn được vào các sản phẩm như thế này. Và đến đây thì bản tin Người Việt Bốn Phương cũng đã khép lại. Để xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.